nè, thì chữ NF thì chúng ta sẽ đo được tụ ha. Rồi đo lại ha, thì chữ âm dương vô dương, ta đợi khoảng 5 giây. Rồi hiện là 34 ha, 33, 34 đây ha, đó. Xin chào các bạn, hiện tại trước mặt các bạn đây là một cái lò đồng hồ khá nhiều người sử dụng, Zuizac TX4 ha. Nhưng mà hiện tại thì cái loại này là Zotac. Thật ra thì Zotac và Zui á thì nó cùng là một hãng các bạn ha, không có khác biệt gì hết, y như nhau thôi, chế độ bảo hành bên mình cũng là như nhau thôi, nói chung là nó y chang nhau, không khác gì khác về cái hiệu thôi ha. Phải không, phải khác hiệu nữa, cũng như Zui với Zotac là một á, các bạn hiểu không? Rồi thì đây là cái lò mặt chúng ta, đồng hồ chúng ta nè, đây là Zac TX4 ha, thì nó cũng y chang cái loại Zuizac TX4 thôi. Họ ra là Zotac và Zui là một, không có khác gì, đều là của Trung Quốc hết. Đây, Made in China là Trung Quốc. Đây, phía sau này cũng có pin, nói chung là nó là một mà. Đây, pin giống như kia thôi. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái lò đồng hồ này một cách đơn giản nhất. Đầu tiên thì mình xin nhắn nhẹ một cái là khi chúng ta muốn đo tụ, đo tần số, đo nhiệt độ, ba chức năng này chúng ta phải chỉnh ha. Còn những chức năng khác như là đo thông mạch, đo điện trở, đo bình ắc quy, đo điện 220 thì những chức năng này thì chúng ta chỉ cần để chế độ auto của chúng ta đo thôi, không cần phải chỉnh gì hết ha. Còn về chức năng đo ampere thì chức năng này chỉ dùng cho những người là thợ thôi, không dùng cho những người bình thường ha. Nếu chúng ta là người chưa từng học qua hay là chưa từng tìm hiểu qua, chúng ta đo chức năng ampere này á, là khả năng là cao nó bị cháy nổ ha. Rồi nếu cháy chức năng này thì không bảo hành nha. Rồi đầu tiên là khi các bạn mua hàng bên mình sẽ được tặng một cuốn sách hướng dẫn sử dụng cơ bản đồng hồ tự động đây ha, sẽ có đầy đủ chúng ta luôn cách dùng như thế nào luôn ha. Đây loại này hiện tại bên mình đang bảo hành với giá bảo hành là 6 tháng, bảo hành 6 tháng rồi sẽ được tặng kèm pin đầy đủ với hai cặp que đo, một cái que đo thường nè, đây là que đo thường, đây là một que đo nhiệt độ ha. Rồi thì đầu tiên sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo tụ trước, tại vì tụ thường là nhiều bạn đo không lên hoặc là không biết cách đo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo tụ trước ha. Rồi ok, ta mở que ra, ta mở cái nút bịch ra, ta gắn vô, thì chân côm là đen ha và chân đỏ là bên đây. Cái ampe này chúng ta tránh dùng này ha, nếu chúng ta không biết dùng sẽ cháy á. Rồi ta có thể mở cái này lên cho nó đứng được á, ta dễ nhìn, hoặc là ta nằm cũng được, ở đây thì đứng thì nó hơi bị khó nhìn á. Rồi ta bấm nút vô đây cho nó mở lên. Rồi hiện tại đây thì hiện chữ là auto, thì hiện tại ta muốn đo tụ phải không? Đo tụ thì không đo bằng chức năng auto được, sẽ đo thử cho các bạn xem nè. Tụ này hiện tại là tụ gì đây? Đây tụ 33. Đây tụ 33 50V ha, 33 UF 50V. Rồi. MiroF. Rồi mở cái này ra cho nó dễ đo ha. Rồi. Thì đo tụ thì đo chân dương vô dương, âm vô âm. Không có lên các bạn ha, không có lên, nó hiện lên là ôm chứ không có, nó không có lên là tụ ha. Đây, nó lên lộn sang ngầu hết, nó có lên không có đúng gì hết. Tại vì sao? Bởi vì các bạn đang để chức năng đo auto mà, thì không thể nào mà đo được tụ được. Để đo được tụ chúng ta phải chỉnh. Bấm vô nút bên đây nè, nút chữ Cell NCV một lần, hai lần. Đọc bấm hai lần như vậy đến khi nào nó hiện cái chữ là NF nè. Thì chữ NF thì chúng ta sẽ đo được tụ ha. Rồi, đo lại ha. Thì chân âm, dương vô dương, ta đợi khoảng 5 giây. Rồi hiện là 34 ha, 33, 34 đây ha, đó. Thì giờ chính xác rồi đó, nè, 34 UF nè, thấy không? Chính xác rồi nè. Đó. Ok chưa? Rồi chúng ta bật vô đây để bấm đèn ha. Đây để bấm đèn nè. Đây, đè ở đây để bấm đèn nè. Đó. Đó. Rồi. Ví dụ chúng ta muốn đo tần số, thì để xíu đi. Ta muốn đo nhiệt độ chẳng hạn ha, thì chúng ta phải gỡ que đo này ra. Ví dụ chúng ta muốn đo nhiệt độ nha. Rồi
Rồi chúng ta sẽ lấy cái đo nhiệt độ nè. Rồi chúng ta mở ra. Rồi chúng ta mở cái máy lên. Rồi bắt đèn lên cho dễ nhìn. Rồi chúng ta bấm nút bên đây. 1 2 3 4. Chúng ta bấm 4 lần như vậy để ra hiện đây là độ C nè, thấy không? Độ C nè. Rồi chúng ta đo được độ C, chúng ta sẽ cắm vô. Đỏ vô đỏ, đen vô đen. Rồi hiện tại là nhiệt độ đây là khoảng 30 độ. Để mình kiếm một cái gì đó mình làm cho nó nóng lên cho các bạn xem. Ở đây mình có một cái hộp quạt ha, bật lửa ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình đổ vô đây để cho nó nóng lên, coi nhiệt độ có lên không nha. Không lên liền không, lên trăm mấy rồi kìa, thấy không hả? Rồi vậy là ok các bạn, chức năng độ là như vậy thôi, cũng khá là dễ dùng. Rồi hướng dẫn các bạn cách những chức năng khác. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo thông mạch. Ta sẽ cắm cái đỏ vô đây lại ha. Đó là chiếc đo tụ với đo nhiệt độ. Rồi hai chiếc đó thường là nhiều người sử dụng á. Rồi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo thông mạch. Ta mở máy lên, bật đèn lên cho dễ nhìn. Rồi ta sẽ đo thông mạch, ta sẽ chập hai que lại ha. Đó, nó báo đèn và có chuông. Và hiện tại ôm là không ôm, báo đèn có chuông là không ôm là chức năng đo thông mạch. Và chức năng này chúng ta dùng để làm cái gì? Ví dụ chúng ta dùng để kiểm tra coi cái ổ điện này á, nó thông với cái đầu nào. Ví dụ như mình bấm vô đây một cái một đầu thôi. Rồi mình coi coi ổ điện nó thông với cái nào. Không phải ở đây. Đó, thấy lên nào? Thấy lên nào? Lên số không? Như vậy là chứng tỏ là cái chân này thông với cái bên này. Cái này thông với bên này. Đó, gọi cái này bên đây cũng vậy, tương tự như vậy. Kiểm tra coi nó thông nào, các bạn thông mạch mà. Đó. Cũng tương tự vậy ha. Nó lên là được. Rồi, hoặc là chúng ta muốn kiểm tra đoạn dây điện chẳng hạn. Ví dụ như mình đây có một cái đoạn dây điện đây. Từ cái này vô cái bình, ha, từ cái này vô cái bình. Đoạn này. Mình sẽ tiến hành mình đo thử coi đoạn này có bị đứt hay không. Thì đo ta đo này qua đây, đo hai đầu nó thôi. Đó. Kêu đèn hay là thông mạch ha. Như vậy chứng tỏ là cái đoạn này vẫn còn xài tốt. Đó. Chứ đo thông mạch là vậy thôi. Rồi hướng dẫn các bạn cách ta đo điện trở ha. Đo điện trở. Rồi ok. Trở tiêu rồi. What? Mới lại. Rồi đây là một con điện trở ha. Điện trở này thì điện trở 10 kg. Các bạn thấy không? Thấy rõ, sợ thấy không rõ nè. Đây là một con điện trở 10 kg. Sẽ đo thử cho các bạn xem. Thì khi chúng ta đo điện trở, chúng ta có thể để chức năng đo tu đo cũng được. Rồi chúng ta sẽ quấn vô lên dây ha. Rồi chúng ta quấn vô đây. Đo điện trở các bạn chú ý là đừng có chạm tay vô, nó sẽ bị sai số. Đây thấy không, là 9,77 nè, là khoảng 10 kg, gì là ok ha. Ở đây một cái bên đây là đo diode, chúng ta muốn đo diode chỉnh qua bên đây. Thì ví dụ như mình có một con led, thì như ta biết là led cũng là diode ha, led thì cũng là diode. Thì ta sẽ đo thử coi con led này nó như thế nào, nó còn sống hay chết. Ta sẽ đưa hai chân vô, không có hiện tượng gì hết ha, không hiện tượng gì hết. Chúng ta đưa ngược lại, đổi chân lại. Nó sáng đèn ha, sáng đèn màu xanh thấy không? Như vậy chứng tỏ là led này vẫn còn sống, xài được bình thường ha. Rồi đó là ta đánh led thôi. Là người ta muốn đo. Rồi, như vậy là mình hướng dẫn các bạn cách ta đo nhiều thứ rồi, bây giờ là đo điện 220 ha. Đo volt, giờ ta muốn đo volt đo sao? Thì volt đây. Rồi mình sẽ dẫn các bạn cách chúng ta đo volt ha. Thì để đo volt chúng ta chỉ cần mở lên. Rồi bật đèn lên cho nó dễ thấy. Rồi đèn sau cũng có luôn nha. Rồi chúng ta sẽ để dưới auto luôn, chúng ta đưa vô ta đo luôn.
điện bình cũng được. Đây 12,68V ha, đây là cái bình của mình. Rồi hoặc là chúng ta muốn đo điện 220 cũng để auto luôn. Đây là một ổ điện 220 thì mình sẽ vẫn để auto để đo luôn ha, không có chỉnh gì hết, vẫn để là auto để chúng ta đo luôn, không cần chỉnh, đưa vô đo. Đây là khoảng 216 này ha, 216 217V đây đó. Thì chức năng đo auto ta sẽ đo được điện volt, không cần phải chỉnh ha. Hoặc là chúng ta muốn kiểm tra coi cái ổ điện này có điện không, chúng ta bấm vô đây, ta giữ đo chức năng phát hiện dòng điện, chúng ta đưa vô. Nếu có điện thì đèn nó sẽ cháy liên tục ha. Đây để sai gai nó sẽ không có cháy được, nhưng mà đo âm từ không được, âm tâm từ thì cách màu bức tường rồi, không có đo được chức năng này ha. Rồi còn về chức năng đo tần số, chúng ta sẽ bấm vô đây, một cái, hai cái, ba cái ha. Chúng ta bấm 3 lần như vậy để chúng ta chỉ qua chức năng đo tần số. Có chữ hát sát nữa ha, hát sát nè. Ta đưa lại gần vô điện. Đó, tự động hiện tần số luôn ha, 50Hz luôn, không cần phải gì hết, không cần phải chỉnh, không phải đo gì hết, chỉ cần đưa lại gần thôi là nó tự động nó nhận luôn. Cái dây đề mình để không mình đâu có đo đâu. Đó, thì tự đưa lại gần thì tự động nó nhận là 50Hz luôn ha. Đưa lại xa thì sẽ tự động nó mất đi cái số hết của nó. Đó ha, lại gần sẽ tự động nó phát hiện chúng ta. Chúng ta muốn kiểm tra cái đường dây điện á, chúng ta sẽ bấm vô chữ này. Chỗ đây nè, bấm và giữ ha. Cho hiện chữ EF nè, chúng ta đưa lại gần. Đó nó sẽ kêu ha. Đó, đưa gần, đưa được đường dây điện. Coi có bị gì hay không? Đó, đây là cái đồng hồ điện của mình nè. Đó, cũng có điện luôn. Ha. Như vậy chúng ta không cần phải thử thì vẫn biết được cái sản phẩm đó có điện hay không. Ví dụ như cái quạt này muốn biết là nó có điện hay không á, mình chỉ bấm vô đây nè. Đó, thì nó sáng đèn thấy không? Thì chứng tỏ cái quạt này nó đang có đã cấp điện rồi ha. Những cái thiết bị này chúng ta để mà sâu quá, hoặc là chúng ta để gần để trong kẹt đó, trong hốc đó, chúng ta không có kiểm tra được là chúng ta đã cắm điện hay chưa, chúng ta dùng máy này ta đo để biết được là nó có bị sập nguồn hay là nó bị những cái bị bệnh khác ha, thì cũng rất là tiện dụng.